Trời ơi, cái gì vậy em? Đi về quê chứ đi đâu? Sao đi về quê? Thì anh đi chơi bỏ em ở nhà hoài, em buồn quá đi về quê. Anh đi chơi hồi nào? Rồi anh đi nữa. Không, em đặt vé rồi. Thì anh đặt nữa. Gặp ai bán cho anh? Có, người ta bán. Anh đi nữa, anh xuống dưới đó anh mua. Mua iPhone 14 cho nha, đi nữa. Ê, thiệt. Coi mua iPhone 14 cái mặt nè, thấy ghét không? Nói gì á? Ôi con nấm, nấm ơi. Rồi em nấm nè các bạn. Ý. Đây và đây là hồ cá coi nha. Quê. Hey yo mọi người, và đây là cái xì tai của mình, xì tai Lào Cai của Zuna mua cho mình đây. Còn đây là cái vali của hai vợ chồng mình. Bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu ra sân bay. Hả? Đặt đó chưa? Chưa, đi đâu cũng được theo chân mệt. Bây giờ thì bọn mình bắt đầu chờ xe về quê của Suna thì khoảng tầm bao nhiêu tiếng à? Bay thì 1 tiếng. Bay 1 tiếng. Còn đây ra sân bay thì 2 tiếng. 2 tiếng? Là tổng cộng là mình mất 3 tiếng để về quê Suna. Về gì đó có gì ăn không? Ở gì đó có cua. Cua đó gì đó? Bông mắm. Xe tới. Như vậy thì bọn mình cũng đã tới sân bay rồi nè. Đi xa không em? À, anh mua vé đi kìa, không có vé thì anh về đi xe đò đi nha. Sao mà em lùng dữ vậy? Tại vì lùng. Em lùng quá, cái à. Là quay cái đầu anh cao, cao. Em mà cao là em quen đại gia rồi. Dám quen đại gia hả? Như cũ thì bọn mình lại ghé quán phở, ăn phở. Mình kêu phở bò viên, kêu phở nhỏ rồi nha các bạn. Tí nữa ra tô to là mình mắng vốn chết luôn á. Bà Suna. Ăn phở. Phở gì? Phở bò viên. Bò viên hả? Sao hôm nay em ngủ hứng em nổi chứng em ăn phở phở vậy? Ra sân bay là nào cũng ăn phở mà. Ngày nào em cũng có ăn phở đâu, đọc cái gì à? Nhìn đây coi. Đắt quá à, giờ phở chắc thất nghiệp qua đây. Bao nhiêu tiền? 309.000. 309.000. Em biết là một ngày lương của anh chưa được 309.000 không? Đắt quá. Đây là cái tô phở của bọn mình. Đó, đã kêu tô nhỏ rồi nha. Thì nhỏ đó, tô bự gấp đôi. Tô bự gấp đôi hả? Tô này em ăn hết được không? Hết. Suna thì ăn giống như con mọi vậy á. Là phải bỏ cái này, tương ớt này vô. Ủa, chấm với cái này hả? Không. Chấm với cái gì? Chấm với tương ớt. Ờ, đấy. Chưa ai thấy người ta nặng tương ớt thì người ta nặng vào đây. Chứ ai đâu nặng vào cái chén này rồi gấp cục thịt ra chấm. Có phải phiền phức không? Rồi còn nặng tương đen nữa. Ngon, ngon mọi người. Ngon á, trợn mắt qua camera nó cũng ngon. Các bạn có biết không, Suna mỗi lần mà đi ra sân bay là đem cả đống đồ. Em giới thiệu coi. Bánh, đây có bánh này coi. Đấy, rồi còn cái gì nữa? Đồ phộng. Trời ơi. Đi sân bay đem hộp bọc đồ phộng theo nè các bạn. Cái đó coi. Chuối. Còn gì nữa? Chuối. Trời ơi, đi sân bay rồi đem chuối theo nữa. Em bị khùng, ra sân bay em đem mấy cái này theo em gì đó. Em đem 3 loại khoai lang lận. 3 loại khoai lang à? Rồi cái này ăn sao? Ăn vứt ở đâu? Còn cái gì không? Bánh nữa hả? Ù là trời. Thôi, né cái bà này ra chứ được đi quê quá các bạn ơi. Em ơi, anh thông báo cho em một tin buồn. Em nhìn ra cửa sổ đi. Các bạn có thể thấy là mình đang ngồi gần cái cánh máy bay luôn nè. Trời ơi. Rốt cuộc thì cũng đã tới rồi các bạn ạ. Hiện tại trời đang khá là mưa. Thì đi đâu chơi đi? Đi về thăm con nấm. Để coi con nấm nó như thế nào các bạn. Rồi, như vậy là về quê Suna rồi. Đấy, xe bỏ xuống chỗ này và đi bộ. À, và ở trước mặt là mẹ của Suna kìa. Chào mẹ.
Gặp nhau trên cầu. Đây là chắc. Vô. Chào ba. Chào ba. Ô con nấm. Nấm ơi. Ờ chào ba. Nấm. Ở đây. Nấm ơi. Ở đây. Nấm. Dạ. Rồi con nhớ không? Không nhớ, quên rồi. Rồi quên rồi. Né rồi. Nấm. Đây là con nấm. Rồi rồi rồi, nấm nè các bạn. Vì cột cổ rồi, chạy lung tung quá hả bà? À, nãy ra 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 tại nó chạy tút qua lên ngoài giường, nãy ra cái chiếc vô. Thấy chưa, chạy lung tung quá vì cột cổ thấy chưa mày? Nha mày. Rồi còn cột đầu kia là con chó ghẻ. Lucky. Kì. Cười cái coi. Các bạn ơi, con nấm nó quên mình mất tiêu rồi. Nấm ơi. Qua đây, qua đây. Qua đây. Qua đây. Đó. Đây. Qua rồi nè, chiều qua rồi, chiều qua là quen rồi, quen rồi. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi tao nè. Nấm. Nấm ơi. Tỉnh lại đi. Làm ơn. Tỉnh đi. Nấm ơi. Đây nè. Tới đây. Tới đây. Rồi nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Nhớ rồi. Nhớ rồi. Yeah, nhớ rồi nè. Rồi ngoan nha. Nhớ chưa? À, phục hồi ký ức cho con nấm. Let's go. Người ta thì dắt chó đi dạo, còn mình thì dắt mèo đi dạo. Đấy. Qua đây. Đi đây, qua đây. Đó đây. Đó đây nè. Đây. Rồi đi phòng ra sau. Đi ra sau, đi đi đi. Đi đó. Đi đi. Ra sau đây. Đó. Đi đây. Ghê không? Thì đã lên tới Cà Mau và đang đi siêu thị Cà Mau cùng với Suna, với lại mẹ Suna, với em gái của Suna. Lẩu ăn chiền sau lưng nè. Vô ăn lẩu ăn chiền đi. Kêu mẹ, mẹ vô ăn lẩu ăn chiền nè. Rồi đi. Thế là mẹ ăn lẩu ăn chiền. Nói nè. Gì? Em có thấy hôm nay anh đẹp không? Đẹp. Đẹp trai không? Anh là ai? Nó to lên. Là cục cức. Bọn mình đang đi mua đồ nhưng mà nó lạ lắm các bạn ạ. Suna mua cái gì á? Rồi ok. Trời, mua gì vậy? Cho ai vậy? Cho anh á. Hồi sáng về có ấy đâu. Đồ nam hả? Ừ. Hồi sáng về có sọng thùng lót đâu. Hay quá hả? Tôi khổ bà quá. Đây, và bây giờ gia đình của mình đó, bên kia là mẹ của Suna cũng như là mẹ của mình đi ăn lẩu hai di lao, nhưng mà không có hai di lao nên bọn mình quyết định là ăn lẩu băng chuyền các bạn ạ. Đi đâu cũng lẩu băng chuyền hết á. Ngon không? Ngon. Anh đam mê lẩu băng chuyền đúng không? Đây, quay vô anh xem về cái lẩu băng chuyền. Chắc mình nghĩ là mình khỏi quay cái khúc ăn nha mọi người. Tí nữa ăn xong thì bọn mình sẽ lên coi phim nữa. Chắc là sẽ coi phim cái gì đó. Cái gì vậy? Phim gì? Trúng vé số hả? Trúng số độc đắc. Bỗng dưng trúng số. Nghe nói là cái phim đó hơi bị hay, hơi bị xịn sò luôn á. Bọn em thấy ghét quá.
chu lên à. Ôi mặt. Mặt em thấy ghét không? Sau khi ăn xong thì gia đình mình sẽ đi đi đâu em? Hôm nay em xem phim gì? Trúng số. Trúng số hả? Giờ số hả? Giờ số. Hôm nay có cái gì à? Bắt. Trời ơi. Đã quá ta. À. Đi vô thôi. Tới giờ chưa? Sau khi xem phim bỗng dưng trúng số xong thì em thấy như thế nào? Buồn ngủ. Buồn ngủ hả? Buồn hay không? Hay. Cười mệt không? Cười té đáy. Cười té đáy. Nếu mà các bạn chưa xem phim bỗng dưng trúng số thì mình nghĩ là các bạn nên xem một lần đi. Hay lắm đó nha. Sau khi đi xem phim xong thì bọn mình tiếp tục đi đi chỗ nào đây em? Chỗ nào? Uống nước. Uống nước, uống nước hồ cá coi nha các bạn. Hơi bị đẹp. Rồi, cá giới thiệu cá bên kia. Cá ở cá bên kia hả? Đây và đây là hồ cá coi nha, ở giữa. Anh là bạn ở bên này. Thì bọn mình đang ngồi. Các em. Hello mọi người. Hello mọi người. Từ khi nào mà chuyển thành B? Đây là em họ của Suna. Trời ơi, nó dành ăn nè các bạn. Trời ơi, nó ăn quá trời quá đất luôn. Tại chỉ giờ. Bỏ vô tay nè. Thì bỏ xuống cho nó ăn hết chứ sao. Nhìn, một lần duy nhất. Đúng chưa? Ủi hả? Chứ không phải đổ xuống cho nó ăn hả? Chờ. Chà, không biết trải nghiệm hả cha? Có gì khổ hả? Hả xuống luôn. Quê. Nghe em đâu? Đã đâu mà đã? Thú quá. Đã. Đây là đồ uống của mình. Một ly soda blue. Còn đây là ly kem của bà Suna. Ăn hết rồi. Sao? Ăn hết rồi. Còn đây là... Hào Nam. Còn đây là ly gì đây? Chanh tuyết. Chanh tuyết hả? Chanh tuyết của Hoàng Tử Gió. Má nó chua lắm các bạn à. Mình bắt đầu mình cho cá ăn xong rồi mình uống hết ly cà phê. Xong rồi về tối mình còn bắn free fire nữa. Ở đây thì mấy người này không chơi free fire với mình mà chơi liên quân thôi à, còn mình là mình phải chơi free fire các bạn ạ. À. Vậy đi ha, uống xong đi về đây. Và hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời. Hôm nay là ngày đi chơi khá là nhiều rồi. Giờ chỉ có về thôi các bạn ạ. À. Không? Thấy khổ không? Đã làm chồng á là con vợ đút vô cái mỏ cái gì cũng ăn hết. Bye bye mọi người nha. Hôm nay mình với lại là Suna sẽ đi về nhà nội. Về dưới có gì chơi không? Nội coi chồn. Coi chồn nữa hả? Chồn coi rồi coi hoài vậy. Thì đi nhìn là nội ăn bánh xèo hả? Ăn bánh xèo, có bánh xèo hả? Có. Đây. Cái gì? Cái gì? Mặt anh thấy ghét. Ở Cà Mau đi khu du lịch gì em? Đất Mũi. Đất Mũi. Rồi gì nữa? Khai Long. Khai Long là cái gì? Bãi Khai Long đó. Bãi Khai Long, rồi còn cái gì nữa? Rồi mấy khu sinh thái. Khu sinh thái là gì? Thì ví dụ như ở đây có núi Bà Đen không? Không, ở đây có hòn đá bạc. Hòn đá bạc hả? Hòn đá bạc là có hòn đá trên nằm trên miếng bạc đúng không? Không, cái hòn đá đó màu bạc. À, hòn đá đó màu bạc. Ủa Thùy, hòn đó đó, hòn đá đó màu bạc hả Thùy? Ồ vậy luôn á hả? Ok. Bây giờ thì nguyên cả gia đình đang chờ xe. Không biết là khi nào xe mới tới. Bác Tài kêu là gần tới rồi. Bác Tài họ hứa. Bác Tài họ hứa. Họ hẹn. Bác Tài họ hẹn các bạn ạ. A few moments later. Sau khi đợi 7:49 giờ mới có xe. Thì bây giờ bọn mình sẽ đi xuống sông Đốc. Bác Tài ngủ quên trên xe khi chạy ra đây các bạn ạ. Giờ đi xuống dưới đó bao nhiêu bao lâu bác Tài? Nằm khoảng 45 phút. 45 phút hả? Hình như là xuống dưới đó xe không qua đò được thì bọn mình sẽ phải đi bộ qua đò. Em ơi, phải không qua được hả? Dạ không chứ. Xuống cả gia đình khinh chiếc xe trên người á. Đi qua. Không cho xe đi thì mình khinh xe lên.
Ok. Bạn biết đây là trà đường không? Mua 12 ngàn một ly, đổ trà vô, bỏ thêm muỗng đường nữa, 12 ngàn ly, mắc quá. Sài Gòn nó không có món này em, ít món này lắm. Xưa thì có, giờ có đâu, toàn đa phố Hà Nội người ta mới có món trà đường. Mà nếu như trà ẩm toàn lít tông không mà. Ừ, lít tông này không? Đúng rồi, trà kia. Còn mua nhà này là mấy bệnh viện mới có trà kia là trà đó. Đúng rồi, mấy bệnh viện mới có trà này thôi. Mua trà đường vô. Đúng rồi, kêu hạ đường ra mua trà đường. Vậy như là hạ đường á, mua trà đường uống vô á mới có trà đường này nè. Chứ không trà tích tông thôi mà. Bây giờ chồng mình đi đò nè. Nguy hiểm không em? Mở phao không? Không. Mở phao không? Có phao mà đúng không? Không. Không. Chết em xả. Lâu rồi mới đi. Em biết bơi không? Không. Không biết bơi luôn. Đấy. Xong sạch quá, cái này tắm được nè. Có mùi thẩm nữa. Đây, thì bọn mình sẽ bắt đầu được trải nghiệm một chuyến đi đò khá là thú vị. I'm happy on my own, making coffee just for one. Cái mái chèo. Thả cho theo dòng nước rồi. Mình có mái chèo mà lo cái gì? Lo chụp hình đấy. Đây. Quay cuối chạy đò. Chở chiến tiện Minh Đức, cái đó là của cậu chú Hiếu. Fix my tie or kiss me goodbye. Swear I'm happy on my own. No one to worry where I'm. Rồi đến mình nè. Đẩy luôn nha. Đến mình nè. Bạn đen với bạn vàng coi. Ây da. Ây da. Nhà bà nội của Suna cũng như là bà nội mình. Bà nội ngồi đâu nghe. Cái này lên nghèo quá cho nhà mình xuống nè. Này xuống đây thì được đãi xoài chua. Xoài chua. Cua. Cua. Tí chiều còn ăn cua nữa. Còn qua đây. Hồi đó mình nhà mình cũng treo nhiều giống vậy đó. Đó học lực của mình, mỗi lần mà mình có giấy khen á là mình treo đầy nha. Có giấy khen không? Có. Anh nói rồi, từ lớp 1 tới lớp 5 là anh học sinh giỏi. Em biết sao anh học sinh giỏi không? Mẹ anh là giáo viên hả? Anh học lớp của mẹ anh. Nhưng mà từ năm lớp 6 đến năm lớp 9 là anh không có một cái nào hết á. Trời ơi, treo quá trời quá đất luôn nè. Giỏi không? Hay quá à. Ok mọi người, bây giờ thì bọn mình sẽ đi xem chồn, theo chân một anh chàng nuôi chồn. Bây giờ bên đây là khu chồn đẻ. Khu này, chồn đẻ. Đúng rồi, là mình cho nhảy xong rồi chờ cho khi nào mà nó thủ rồi đó. Thì mình bắt qua đây. Nhưng mà để cho nhảy là bắt hai con vô với nhau hay là mình... Không, bên kia có cái chuồng riêng. Có chuồng cái chuồng riêng luôn, chuồng để mình cho nó nhảy. Chuồng này nó ăn gì? Đây, chuối. Bình thường thì mỗi bữa thì mình sẽ cho nó ăn ba cử, sáng chiều, với chiều, tối. Tối. Cử sáng thì mình sẽ cho nó ăn ít thôi, để gì để cho nó có sức. Tới cử chiều thì mình sẽ cho nó ăn cá. Rồi cử tối là mình... cho chuối này mà chuối này bóp, phải bóp nha. Ủa phải bóp hả? Ừ, cho nó tiêu sáng cho nó đi. Mình lấy quay tới gần mà này, thấy con chồn nè, quay con chồn nè, cho nó ăn nè đó. Ồ trên nó nuốt luôn quá hay là nó nhai? Nó nhai khôn dữ trời lắm. Chạy miếng. Ui chạy miếng luôn, có nhiều con nó dữ lắm. Anh cầm đây nè. Rồi đây đứt từ từ vô. Nó đút gà vô nè. Đó, đút đại vô nó kéo vô ăn. À. Đấy. Anh em thấy không? Chồn là ăn chuối. Ủa nhưng mà con chồn này là nó là ăn thịt hay là ăn trái cây? Ăn thịt được, nó nói chung là nó là động vật ăn tạp. Nó ăn đủ thứ hết vậy đó. Động vật ăn tạp.
Đúng rồi, nó ăn thịt, nó ăn trái cây, nó ăn rau được luôn. Ồ vậy hả? Dạ, có nhầm con nó thiếu chất thì mình sẽ trộn chung với rau cho nó ăn. Nhưng mà con này là có răng nanh thì nó là phải là động vật ăn thịt chứ nó phải ăn kiểu giống như mấy con châu chấu này nọ đúng không? Đúng rồi, nhưng mà ở đây thì mình mấy con đó mình không có. Mình bắt buộc phải cho nó ăn chuối và ăn cá. Đây tiếp mấy con này. Con đây nó chồng con bên đây mới đẻ. Bên đây có mấy con chồng con nè, quay nè, đẹp lắm nè. Này. Chồng này mới đẻ mới mở mắt. Mới cỡ 2 tuần tuổi. Đó, chồng con ở trong nha mọi người. Lứa này thì là 4 tuần tuổi. Nó cắn không á? Có khi nào nó táp đúng ngay ngón tay không vậy? Không, nó không á. Con mấy nó hiền. Con nó đẻ rồi nó hiền. Nhưng mà mấy con này là nuôi xong là bán để mà lấy thịt hay sao? Có nhờ nhầm chuồng chỗ thì nó sẽ bán lấy thịt. Bán lấy thịt. Mà nhờ nhầm chỗ thì nó sẽ bán lên mấy vùng cao để cho nó ăn cà phê, nó làm cà phê. Là nó ăn cà phê. Đúng xong rồi nó ỉa ra cà phê. Xong mình lấy cà phê đó. Cái đó là trồng hương đó, mới thơm cái cà phê được. Ủa, còn con chồng này không phải trồng hương hả? Trồng hương. Trồng hương luôn. Trồng hương luôn. Trồng hương với trồng mướp. Ở này là trồng mướp trồng hương. Rồi làm sao mình phân biệt được là con nào con trồng hương, con nào là con trồng mướp? Con trồng hương đó là cái nó có cái vàng lưng. Đâu bây giờ chỉ đi. Con này con trồng gì? Con trồng hương nè. Con trồng hương là nó có cái vàng vàng đưa lưng đó. Có ba cái vàng ở sau lưng. Đúng rồi. Mọi người có thể thấy ba cái vằn của nó đây, thấy không? Đấy. Ba cái vằn ở phía sau lưng nó có ba cái vằn sọc. Còn mấy con nào không có cái đó? Có chồng đốm anh đó ta. Đấy hả? Dạ. Nhưng mà nó cũng có vằn mà. Nó có vằn nhưng nó có đốm nữa. Có đốm là dạ. Con mấy con chồng này không phải chồng hương. Dạ. Dưới này cứ cách 2 ngày là mình phải thay chuối mới, chứ không thôi là không kịp. Một ngày là nó ăn cỡ nguyên hết chảy bên đây là ngày là nó ăn cỡ 300 đến 400 trái. Ồ, ghê vậy. Dạ, ca sáng thì mình cho ăn mỗi con 2 trái, ca tối thì mình cho mỗi con ăn 3 trái. Wow. Bữa trước là nuôi cá đúng không? Còn mấy con cá này là cá dê đúng không? Cá dê đúng rồi. Cá dê này mình bổ sung đạm cho nó. Đây. Cho cái này bổ sung đạm cho chồng địch để nó ăn nó tăng cái sức đề kháng với lại cái sức khỏe của nó lên đó. Là có nghĩa là mình nuôi cá dê này để mà cho chuồng ăn luôn. Dạ đúng rồi anh. Wow. Là bắt chặt ra hay là cho nguyên con vào? Mình game đó là đập đầu nó chứ. Ok, game mê cá là đập đầu cá nha mọi người. Có nhà nào mà kiểu người ta bắt chồn xong rồi người ta nuôi kiểu làm thú cưng không? Dạ có anh. Có hả? Em cũng có 2 con thú cưng mà cha lỡ bán mất tiêu rồi. Là mình nuôi thành thú cưng đúng luôn. Và đợt trước là nó mới đẻ là cỡ 2 tuần tuổi là em bắt ra rồi cho nó ngửi cái mùi mình trước. Là nó quen mùi mình là mình dắt nó như con chó luôn. Anh wow. Thấy anh có biết con cá cá không? Biết. Con cá cá nó sao là nó vậy đó. Là y chang vậy luôn hả? Nó thông minh dữ vậy đó. Rồi con chuồng này cắt nếu mà nó cắn nó có bị sida hay là cắn mình bị sida hay là mình bị kiểu giống như chó cắn không? Không, chồng gừng á mình bắt về thì có thể nhưng chồng mình nuôi á là mình cho nó ăn thức ăn của nhà với lại mình có thuốc nữa. Nên là không có. Không có bị gì hết hả? Đây con chồng độc biến đây. Đây là con chồng độc biến. Wow. Nhìn nó trắng hết luôn. Con chồng này là bị bạch tạng đúng không? Nhìn. Nếu nó như bị bạch tạng thì con mắt nó sẽ màu hồng nữa. Còn con này thì nó chỉ là đột biến trên bộ lông nó thôi. Chứ nó không phải là bị bạch tạng. Không bị bạch đột biến màu lông đúng không? Dạ. Cắn á. Cắn hả Quang? Dạ cắn. Này, bắt được hả? Không cắn hả? Cái chỗ. Bắt được luôn hả? Đây. Đã được. Trời ơi, hung dữ lắm, hung dữ. Không có móng tay rồi kìa. Không sao, không sao. Không sao, không sao. Chưa nha, chúa phù hộ con. Cắn. Nó có răng nè. Ui, răng nó ghê quá à. Chúa phù hộ con. Không, nó lạ, nó cắn cái là... Rồi, nó gư rồi. Rồi, em lo rồi. Rồi, về con. Nhổ nước miếng. Nhổ nước miếng nè. Bên đây là cái chuồng riêng cho thiết kế để cho nó nhảy. Là nhảy là màu chính giữa này là chồng đực. Chồng đực cha sẽ tuyển nó bên đây hoặc là bên đó. Rồi là mình bắt mình thả ra lên là nó cắn nhau sao?
nó nếu như nó không hợp thì cắn nhau thì cha em sẽ tách ra. Và nếu như nó hợp thì nó sẽ không nó không có cắn nhau. Còn đây là chuồng cái. Dạ. Mấy dãy đây là chuồng cái ha. Có cái dãy giữa này là cha sẽ bỏ được. Con nào cha thấy con nào mà tới kỳ rồi đó thì cha sẽ. Ôi nó giữ cái này à. Không giữ không anh. Con này giữ rồi. Nó phun nước miếng không? Không không anh. Con này đứng rồi. Ủa sao con này có hai lỗ mũi vậy? Ủa? Ủa không có hai lỗ mũi mà anh. À không, hai lỗ mũi nó chỉ ra hai bên. Ok, và như vậy là theo chân Thoại đã đi tham quan được hết khu vực chuồng rồi. Và cách nuôi chuồng thì cũng đã giới thiệu rồi. Nếu mà các bạn nào muốn nuôi chuồng thì liên hệ với Thoại. Em ơi, em có cái đặc sản gì ngon không? Phải là quán gì đẹp không? Lúa nè. Lúa gì? Lúa nè. Ừ, quán này quán gì? Quán hai lúa, hương lúa. Hai lúa hả? Suna dắt mình đi cái quán hương lúa nè. Đó. Ui, mà hết thanh lúa vậy? Rồi. Ui đẹp vậy. Ơi đẹp vậy. Đẹp lại đẹp. Đây, các bạn có thể thấy rằng là đây là một cái quán hương lúa được rất là nhiều TikToker cũng như là rất nhiều YouTuber đã review quán này, và bây giờ mình đã tới ở ngay cái quán hương lúa ở Cà Mau rồi. Nói gì đi em? Ngon. Ngon. Mà em. Đi. Mấy chị ngồi đây sao mình bóc phốt quán được. Cái bộ kia dán mặt 5 phút. À, quán này ngon lắm nha mọi người. Khu vực ở đây có dế kêu, có chim kêu, có cây, có cỏ, có loài nhảy bổ vào. Ở đây là mấy món ăn đã được bày ra. Ở đây đồ chấm thì nhiều mà đồ ăn thì ít. Bên kia là ổ nấm. Đây bạch tuộc. Đó là cá gì đó ta? Cá kèo nướng. Cá thác lát chiên với lại cá kèo nướng. Em đang ăn gì ạ? Cá kèo. Ăn thử coi. Không. Cái dãy giòn mà. Tiếng mỡ, tiếng gì chan. Cái giá hả? Đây. Cái giá hả? Cá thác lát này nè các bạn. Người ta đã lấy xương, còn cái da xong người ta ra xay, người ta nhét vô lại. Hay ha. Sao con cá kèo người ta không làm vậy luôn đi ha. Đây còn mực, đây miếng thứ ba để mình coi chín chưa. Hình như hết rồi. Gần chín. Còn đây là món đậu hũ chiên dầu. Sau khi ăn xong thì mình thấy đồ ăn ở đây bình thường như các quán ăn khác, nó không có cái món gì đặc biệt cả. Nhưng mà cái không gian ở đây thì nó rất là rộng. Dành cho những cặp tình nhân đi ăn thì rất là thoải mái, không bị ai dòm ngó. Rồi hoặc là gia đình nếu mà muốn có một chỗ riêng tư cũng được, cũng hay. Quán này thì quán Hương Lúa ở quận nào? Quận này, quận mấy? Phường 6. Phường 6 nha mọi người. Và xe của mình đã tới rồi nè. Ta-da. Get go, đi thôi. Hương Lúa. Ở đây thì mình không thấy lúa mà mình thấy mạ không à. Về thôi.